Một lần nữa Quang Đẩu xin chào các bạn. Trên Facebook thì nói chung tình hình diễn biến Covid toàn quốc và ngay cả thế giới rất là phức tạp, do những cái con vít Trang rồi thì Linh ở Hà Nội, cái cô mà 34 thì ở Phan Thiết Bình Thuận mình, thì các nhạc sĩ thì hầu hết, nhưng gần nhất là ở đây là các anh em nhạc sĩ như nhạc sĩ Vĩnh Long cũng đã gửi trên Facebook, và cộng đồng mạng có một số anh chị em cũng đã góp nhặt là thu lại những cái tinh túy từng ca từ để cho nó hoàn chỉnh với cái bài hát mà nhạc sĩ Vĩnh Lộc cũng đã trăn trở. Mình sẽ đọc như văn của nhạc sĩ sáng tác Nguyễn Minh Lộc có ý như thế này: chúng ta đang là trong một cuộc chiến rất là cam go, khốc liệt. Đại dịch Covid-19, tôi sau những ngày hoang mang, sau những đêm mất ngủ, gạt bỏ tất cả để viết bài hát này với mong muốn cùng cộng đồng chung tay diệt đại dịch. Bài hát có sự đóng góp của quý anh chị em trên Facebook và nhạc sĩ phối khí Khắc Nhân. Mong rằng bài hát này sẽ được mọi người chấp nhận như một phần bé nhỏ trong cuộc chống đại dịch. Đó là những cái lời trăn trở, chia sẻ tâm sự của một người em nhạc sĩ Vĩnh Lộc quê hương. Nhạc sĩ Vĩnh Lộc thì cũng là một người em ở trong cái hội văn hội nhạc sĩ, hội văn học nghệ thuật tỉnh Bình Thuận, và nhạc sĩ Vĩnh Lộc cũng đã có những cái bài mà dự thi thì rất là xuất sắc, như những bài là Tổ quốc tôi yêu, rồi là những cái bài mà phát động cho là phong trào bên Bộ Công an, thì nói chung là về khía cạnh thanh niên, rồi là những cái ngành nghề, thì nói chung là nhạc sĩ Vĩnh Lộc cũng đã viết nhiều bài và có những cái giải thưởng rất là xuất sắc, và anh em cũng là rất là đáng trân trọng. Và riêng bản thân tôi thì tôi đã làm clip video nhiều cho nhạc sĩ Vĩnh Lộc, và tôi thấy nó cũng ngứa cổ ngứa miệng. Tôi chỉ hát thôi chứ tôi không hát giống như các ca sĩ, cho nên là tôi cũng trao đổi với nhạc sĩ Vĩnh Lộc rồi, bây giờ là nếu mà chờ ca sĩ rồi hát rồi sửa đi sửa lại rồi thôi, bây giờ là anh xin phép là anh sẽ là làm demo anh hát hay hay dở gì, là cái đây là tấm lòng của anh gửi đến cho các bạn bè trong nước và ngoài nước. Có một người em sáng tác như nghệ sĩ Vĩnh Lộc đây, rồi sẽ có những ca sĩ chính thống chuyên nghiệp hát bài này để mà là tuyên truyền, làm một cái truyền thông về đại dịch Covid cho cả Việt Nam mình và cho cả thế giới. Đó là một cái ý tưởng và một suy nghĩ riêng của Quang Đẩu đã trao đổi với nhạc sĩ Vĩnh Lộc, và mình cũng mạo muội mình hát, các bạn đừng chê. Sẵn sàng chúng ta diệt Covid,
cộng đồng. Chúng ta diện COVID, hãy hành động cách ly. Ta là người quê thăm bằng ý chí niềm tin. Ta là người quê thăm bằng lòng thành với nhau. COVID hãy tiếp đi, khi ta chung một lòng. Vì COVID na về đơn, chung tay ta một lòng. Vì COVID na về đơn, đại dịch sẽ tiêu tan. Thăm bằng lòng thành với nhau. Ta là người quyết thăm bằng lòng thành với nhau. COVID hãy biến đi, khi ta chung một lòng. Cứu corona virus, chung tay ta một lòng. Chung là hát theo cái cảm ứng, mặc dù có những cái tiết tấu giai điệu nó cụ thể do nhạc sĩ Minh Lộc đã viết ở đây, có nghĩa rằng là mình không phải phá bài của nhạc sĩ Minh Lộc, nhưng mà vì nỗi lòng cùng chia sẻ với các anh chị em mình, cộng đồng mạng và cùng nhạc sĩ Minh Lộc cũng hết sức là nên mình thông cảm, và ngay cả nhạc sĩ Khắc Nhân cũng đã hết sức thông cảm cho nhạc sĩ Quang Đỗ. Xin chào anh em mình.